Ngày hôm qua 16 tháng 11 tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Malai Thóm Của Mật Xít đã tiếp đại diện Ngân hàng Thế giới tại Lào Alexander Kimmer nhân dịp sang nhận nhiệm vụ công tác tại Lào. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Malai Thóm Của Mật Xít đã chúc mừng và đánh giá cao việc ông Alexander Kimmer sang nhận nhiệm vụ công tác tại Lào, đánh giá cao những nỗ lực của Ngân hàng Thế giới tại Lào trong thời gian qua, đặc biệt đã xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển đổi nguồn vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Lào. Đại diện Ngân hàng Thế giới tại Lào Alexander Kimmer chúc mừng thành tựu mà Lào đã đạt được trong thời gian qua và nhìn nhận một số cải cách mà chính phủ, Thủ tướng thúc đẩy thời gian gần đây, bao gồm cải cách về thuế, giải quyết nợ xấu đều là hết sức quan trọng, cần thiết đối với Lào. Bày tỏ sự cảm ơn, sự hợp tác của Lào thời gian qua, đại diện Ngân hàng Thế giới tại Lào cho biết, hiện tại Ngân hàng Thế giới cũng đang tính toán các biện pháp để huy động thêm nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả cho Lào. Ông Alexander Kimmer cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới với Lào ngày càng hiệu quả hơn nữa, nhất là trong triển khai các dự án ODA, nâng cao vị thế thương các hiệu sản phẩm, của đó nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế Lào.